Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người, em Toàn xin phép được gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay là em Toàn có một sản phẩm đây. Đấy, như em quay xa xa như này cho các bác hình dung, xong lát nữa em sẽ quay gần lại. Đây là một con cá koi, một con cá chép. Ở trên lưng con cá chép có hai vị thần của Nhật. Đấy, đây mời các bạn xem, bây giờ em sẽ quay sát lại nha các bác nhé. Đấy, vì là nó là cái hộp nó hơi, nó tương đối là to nên là em sẽ quay dần lại đây. Như nó đây nhá, để em xin phép là em nhấc cái hộp kính nó ra. Đây là cái hộp kính của nó. Vì là nó khá là to ấy mọi người ạ. Đấy này khá là to nên là em phải quay hai đoạn như này. Đây mà các bác xem này, đấy. Đây nhá, đây là để em nâng lên em quay nó xuống như này thì nó có thể là nó sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn. Đấy, đây nha các bác, mời các bác xem nhá. Đây là một con cá chép, ở bên trên là có hai vị thần của Nhật. Vị thần này là có tay là cầm một cái đồng tiền. Vị này ở bên cạnh là cầm một bao tiền nhé mọi người nhé. Đấy, trước tiên là em sẽ đo kích thước đã, xong rồi em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Như này em đo hơi nghiêng một chút nhé mọi người nhé, để cho nó mọi người dễ không? Đỏ đầu này cao như này là 40 này mọi người này. Đấy, ở bên này cũng, bên này nếu mà đo sát vào cái nền nỉ này lên thì em đo xem như này, đo này độ chính xác nó thật cao. Cao khoảng 36 nhé mọi người nhé. Em nếu mà đo thẳng này cao khoảng 36 à. Chiều sâu của nó này mọi người này. Chiều này em đo sát như này đi. Nó khoảng 50 nhé mọi người nhé. Nếu như cái hộp cái nền đỏ này. À, đo cái nền đỏ này nó ra này mọi người này. Trừ đi 2 phân thì nó 50 nhé mọi người nhé. Cái chiều ngang của bè này là 50 này. Chiều ngang của bè này 50 này. Đấy, một cá rất là to luôn. Nguyên cái đuôi con cá em đo các bác xem con đuôi, cái vây đuôi của con cá này. Vây đuôi của con cá là nó lên đến 24 nhá mọi người nhá. 24 luôn. Hàng siêu VIP luôn. Em xin phép là em tháo máy quay ra để em cầm tay em quay sát lại cho các bác xem nhá. Vì cái này nếu mà để ở đây quay nó cũng hơi khó quay một chút. Ai, mời các bác xem này. Đây là nó có hai cái chữ Hán này, thì hai chữ này thì em không biết đọc này mọi người này, em không đọc được này. Đấy, đây này mời các bác xem nhá. Toàn bộ bằng xương ghép từng mảnh một vào nhá mọi người nhá. Đây này, các bác xem này. Đấy, rất là thần thái luôn. Quá là chất. Đấy, bên trên này. Đây, một vị thần này là đang cầm đồng tiền đây mọi người. Cũng là xương hết, toàn bộ này là bằng xương nhá mọi người nhá. Đây. Vị này là có cầm một bao tải tiền. Bộ cái sản phẩm này là họa tiết là nó vẽ full luôn nhá mọi người nhá. À, nó làm nó khắc full luôn. Cả mặt đằng sau nữa. Đây em quay mặt này mặt trước đây mọi người. Toàn bộ đây những cái này mọi người xem này, đây là những cái này là những cái mảnh xương người ta ghép vào này. Sờ lạnh tay luôn nhá mọi người nhá. Xương thì phải sờ lạnh tay mới là xương nhá, còn nếu sờ mà không lạnh tay là không phải là xương nhá mọi người nhá. Cái hàng của em thì chuẩn 100% là xương rồi các bác ạ. Đấy. Em quay dịch lên và em quay từ trên xuống dưới nhá. Đấy. Các bác thấy chưa? Đây đuôi nó này. Đấy, để em cho ra đằng trước, em cho ra đằng trước em quay nó lại. Đấy, cái này là khá là to rồi. Cái này là nó có các bác vậy, các bác hôm nay em quay này nó hơi mất thời gian một tí, là một mình em quay là em gắn nó vào đây không để em xoay này mọi người này. Vì là nó bức tượng nó quá là to luôn. Siêu VIP rồi các bạn. Hàng này nếu mà các bác về Việt Nam chắc chỉ có một, không mà có hai luôn các bác nhá. Em dám khẳng định các bác là không có hai nhá.
Đấy, đây mà các bác xem này. Đây mặt bên này đây. Đấy. Trên bao này là nó ở đây là mặt phía sau nhá mọi người nhá. Đây là một bao tải tiền này. Đấy. Các bác thấy trừu tượng không? Quá là phê luôn bên trên này. Nó là làm rất kỳ công luôn mọi người. Mắt con cá này quá là đẹp luôn. Đây, chỗ này. Đấy, các bác thấy chưa, nó vẽ nó như kiểu là hoa rất là đẹp luôn. Vây nữa này mọi người này. Cái vây này, nguyên cái vây này nó bằng 3 đầu ngón tay này mọi người. Đấy, bằng 4 đầu ngón tay không phải 3. Đây em để bên dưới này 4 ngón tay em này. Đấy, nó to như này. Quá là to luôn. Các bác thịt phê chưa? Hàng quá là VIP luôn các bạn. Mặt thì quá là đẹp luôn. Đấy nhá các bác, em xoay. Mày nó to quá. Đấy. Các bác thấy miệng được chưa? Siêu VIP, cái này rất là nặng đấy mọi người ạ. Đây em. Đây nha các bác nhá. Đây là phần ở trước miệng con cá nhá. Đây mồm con cá cô nha mọi người này. Đấy, đây là hai cái râu này. Trên này nó, đây là cái chỗ này đây mọi người, nó làm trừu tượng như này mà. Đây là hai cái lỗ mũi nó này. Đây là mặt các hai vị quan này, hai vị thần. Cái này nặng lắm các bác ạ. Đây, mặt đằng trước đây các bác nhá. Em sẽ quay chi tiết hơn mặt đằng trước một chút. Cái này thì thực ra là về, nếu mà các bác nào trưng thì để vào cái chỗ nào, vì là nó tứ diện mà, trưng ở chỗ nào cũng được. Chỗ nào mà để cho mọi người mà vào, khi mà mọi người vào mà chơi nhà nhà mọi người ngắm thì mọi người thể có thể ngắm được tất cả luôn. Đây, mặt hai tựa. Một ông có râu, một ông không có râu, trông rất là đẹp luôn. Đấy, những cái bảy con cá này mọi người, người ta làm kỹ như này cơ mà. Đấy, đây nhá, em quay sát lại như này là hơi mở đấy. Ở phía sườn này là như con cá, các bác hình dung ra con cá ở cái chỗ mặt này là nó cũng bong bóng, ở mặt trong này nó sần này. Ở đây nó cũng làm trừu tượng y như thế luôn. Đấy, như một bảy con cá luôn. Rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 nhé mọi người nhá. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người.